Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 2 tháng 7, chỉ huy công an quận Bắc Từ Liêm thành phố Hà Nội xác nhận lực lượng chức năng đã tạm giữ nghi phạm đang tiến hành điều tra nghi án bố sát hại con trai ở Hà Nội. Vụ án xảy ra khoảng 17 giờ ngày mùng 1 tháng 7 tại căn hộ trên tầng 14 của một tòa chung cư. Nằm trên địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Phát hiện có án mạng, nhân viên ban quản lý tòa nhà đã thông báo sự việc tới cơ quan công an. Ngay lập tức, công an phường Phú Diễn đã có mặt khống chế đối tượng gây án. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một cháu nhỏ đã thiệt mạng nằm trên sàn nhà, trên người có nhiều vết thương nghi do hung khí gây ra. Nghi phạm gây ra vụ án được xác định là bố của cháu. Một cán bộ công an phường Phú Diễn cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã lập tức có mặt, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khống chế đối tượng, bảo vệ hiện trường và điện báo cho cơ quan công an cấp trên. Nghi phạm bị bắt giữ tên là Tuấn, sinh năm 1983, quê quán tại tỉnh Bắc Ninh, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tuấn hiện tại đang công tác tại một cơ quan nhà nước Nạn nhân được xác định là bé trai khoảng 11 tháng tuổi, là con trai của Tuấn và chị Nguyễn Thị N, sinh năm 2000, quê quán tại tỉnh Điện Biên. Khi xảy ra vụ án, chị N cũng có mặt tại căn hộ, chị N cũng bị thương nhưng không nghiêm trọng. Theo cán bộ công an phường Phú Diễn cho biết, giữa Tuấn và chị N đều chưa đăng ký kết hôn mà chỉ là về ở với nhau. Gia đình họ có một bé trai là nạn nhân của vụ án. Một số người dân sống gần khu vực căn hộ xảy ra vụ án nhận định Thường ngày Tuấn là người tri thức, hiền lành. Có thể thời gian gần đây Tuấn bị trầm cảm nên dẫn đến mâu thuẫn để xảy ra vụ việc đau lòng như vậy. Hiện tại nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và làm rõ. Tối mùng 1 tháng 7, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc hai người tử vong bất thường bên trong một căn nhà trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là ông DTZ. Sinh năm 1979 và bà NTBL sinh năm 1974, cùng quê Bình Thuận. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân sinh sống gần cầu Suối Cát, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ một căn nhà đang khóa cửa. Nghi ngờ có chuyện bất thường xảy ra, người dân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, tiến hành phá cửa vào bên trong hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cả hai nạn nhân đã tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, không có dấu hiệu xáo trộn hay tác động bên trong căn nhà. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ký, ban hành quyết định về việc thi hành kỷ luật cán bộ liên quan vụ cháy trung cư mini làm 56 người chết ở quận Thanh Xuân hồi tháng 9 năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân đối với ông Đặng Hồng Thái do có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật về đảng. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Lê Trung Cường, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân. Ông Cường bị xác định có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật về đảng. Ông Thái là người đã cấp giấy phép xây dựng cho công trình ở số 37, ngách 29 trên 70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Tuy nhiên, ông Thái đã nghỉ hưu trước khi công trình xây dựng này xảy ra vụ cháy, làm 56 người chết. Theo đó, quận Thanh Xuân cấp phép xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ với 6 tầng, độ cao tương đương 20,2m, không tính tum thang, tầng lửng và Tum thang có không gian kỹ thuật. Diện tích xây dựng tầng 1 có tầng lửng là 167,4m2 trên thửa đất 240m2. Tuy nhiên, thực tế tòa nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ dù được cấp phép 6 tầng nhưng chủ đầu tư đã xây dựng công trình này lên đến 9 tầng với diện tích khoảng 200m2. Sau khi đưa vào sử dụng, tòa nhà này trở thành trung cư mini với 45 căn hộ, khoảng 150 người dân sinh sống. Liên quan đến vụ việc này, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố nghiêm Quang Minh chủ đầu tư công trình về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Công an thành phố cũng khởi tố 6 cựu cán bộ lãnh đạo thuộc tổ trật tự xây dựng, Ủy ban nhân dân phường Khương Đình và công an phường Khương Đình để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày mùng 1 tháng 7, công an thành phố Hà Nội cho biết đã tạm giữ Nguyễn Hồ Hùng, 30 tuổi, Hà Văn Khương, 30 tuổi, Đinh Viết Thắng, 28 tuổi và Nguyễn Khắc Ngọc, 40 tuổi, ngụ Hải Phòng, khi điều tra đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không lớn nhất từ trước đến nay. Chân tướng những đối tượng tham gia đường dây vận chuyển 179 kg ma túy tổng hợp từ Đức về Việt Nam tiêu thụ, bước đầu được lực lượng chức năng tại Hà Nội làm rõ, bắt giữ và đang mở rộng điều tra. Trước đó, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình địa bàn, đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra trọng điểm một số lô hàng từ Đức về Việt Nam. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lô hàng được vận chuyển từ Đức về Việt Nam, trong đó có các kiện hàng nghi chứa chất ma túy. Lô hàng nghi ma túy được chia ra và vận chuyển về nhiều địa chỉ tại Hà Nội, Hải Phòng. Tuy nhiên qua xác minh, các địa chỉ nhận hàng đều là giả. Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã huy động cán bộ chiến sĩ phân công thành 3 tổ công tác truy vết toàn bộ đối tượng nhận hàng tại Việt Nam. Tại đường Phú Minh, Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, trinh sát vây bắt Nguyễn Hồ Hùng và Hà Văn Khương, thu 60 thùng hàng nước táo xay, nhãn hiệu Apple OS, tổng cộng 1.140 hộp. Kiểm tra các hộp thực phẩm này, lực lượng chức năng phát hiện 450 hộp bên trong có túi ni lông, chứa viên nén màu xám. Kết quả giám định sơ bộ cho thấy đó là thuốc lắc. Tổng trọng lượng 179kg. Đấu tranh khai thác, Nguyễn Hồ Hùng khai nhận số ma túy trên là vận chuyển thuê cho một đối tượng quen biết trên mạng xã hội. Hùng khai đây là lần thứ ba nhận vận chuyển thuê. Theo lời khai, hai lần trước đó, vào tháng 3 và tháng 4 năm 2024, Hùng vận chuyển và được trả số tiền công lần lượt mỗi lần là 21 triệu đồng và 24 triệu đồng. Trong khi đó, Hà Văn Khương khai nhận được một đối tượng thuê để giám sát việc giao nhận ma túy cho Nguyễn Hồ Hùng mở rộng điều tra, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục bắt giữ Đinh Viết Thắng, sinh năm 1996 ở Nam Định và Nguyễn Khắc Ngọc, sinh năm 1984 ở Hải Phòng. Đây là hai đối tượng nằm trong đường dây nêu trên. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Hà Nội đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hồ Hùng, Hà Văn Khương, Nguyễn Khắc Ngọc, Đinh Viết Thắng và điều tra mở rộng tổ chức truy bắt các đối tượng khác có liên quan